là muộn rồi. Ban tổ chức chúng tôi vừa mới nhận được nhà hảo tâm đã tài trợ vào giải cầu nông, ông Quân Đám Khả ủng hộ 200.000 đồng. Thay mặt câu lạc bộ chúc ông bà cùng toàn thể gia đình một năm mạnh khỏe hạnh phúc, xin chân thành cảm ơn. Đôi nam dưới 17 tuổi là trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Hồi nhanh của Quốc Oai gặp Hiệp Khánh của Yên Phong, Hiệp Phát của Yên Phong, chúng tôi xin nhắc lại. Sau khi kết thúc trên sân số 2, trận tiếp theo ở nội dung đôi nam dưới 17 tuổi. Ăn luôn. Hồi nhanh, Quốc Oai gặp Hiệp Phát của Yên Phong. Hai đội chuẩn bị vào sân số 2 để thi đấu. Sân số 1, Quỳnh Anh, Quốc Hoài gặp Hiệp Phát, Yên Phong. Nội dung đôi nam dưới 17 tuổi, hai đội vào sân để thi đấu. Thank you.
Chặn lại. Nó là lạ. Đưa cô lưu đi vào đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhất bảng A là Mai Kiệt, nhất bảng B là Tiến Thế Anh, nhất bảng C là Dũng và Chiến, và nhất bảng D là Đăng Hiếu. Đội nào đến anh em, đội đó sẽ thắng, không cách biệt 2 điểm. Đây là vòng loại. Vì vậy, trong tất cả các trọng tài nên lưu ý.